mua đất nền cạnh dự án hay không cần lưu ý những điều sau đây khi chúng ta mua đất nền cạnh dự án cái điều đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái chủ dự án là ai có uy tín hay không và cái thông tin đấy như thế nào bởi vì chúng ta mua không phải là chúng ta mua những cái đất nền trong dự án mà chúng ta phải mua cạnh dự án đó là một trong những cái kinh nghiệm cũng như những cái lưu ý khi chúng ta mua cạnh dự án nó sẽ có rất là nhiều rủi ro nhưng trong cái rủi ro thì luôn đưa ra rất là nhiều lợi nhuận Vì vậy khi chúng ta mua thì điều đầu tiên là cái thông tin Cái thông tin của cái dự án đấy khi họ chưa thực, chưa thực hiện làm Mà chúng ta mua và khi đến khi người ta thực hiện làm Thì đó lại là lợi nhuận rất là lớn Nhưng trong cái thông tin đấy thì chúng ta phải xác định cái chủ dự án là ai Có uy tín hay không Và họ có thường làm theo cái tiện đồ trên giấy tờ của thông tin hay không Điều đó chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta đi tìm những cái bất động sản cành dự án cái thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý đấy là ở nhiều cái dự án thì chúng ta phải xác định được cái tiềm năng của cái dự án đấy cái dự án đấy họ định khai thác như thế nào thời gian bao lâu và khi chúng ta biết cái tín đẩy thì nó đã giá đất ở khu vực cành dự án đấy đã như thế nào với cái giá đất khi chúng ta dự án chưa bung ra chưa bung tin ra mà chúng ta biết chúng ta mua ở một cái thời điểm giá rất là thấp thì đấy là rất là ok nhưng với cái lưu ý là cái dự án phải thực hiện hoặc cái thông tin đấy phải chính xác nghe anh chị bởi vì có nhiều khi chúng ta nghe những cái tin đồn không quá gọi là nhạy cảm ở một cái bài báo nó đấy chúng ta đi theo đấy chúng ta lên mua thì rất là nguy hiểm ví dụ như cái vụ sân bay hờn quản anh chị còn nhớ những cái lô đất chỉ có 300 triệu, sau 3 4 ngày sau mua lên 3 tỷ. Giờ quay về chắc cũng chỉ có 300 triệu, quay về một cái điều rất là đau lòng. Vì vậy cái việc mua những cái khu đất qua thông tin của những cái dự án là một điều hết sức quan trọng trong cái việc xác định thông tin, việc thông tin đẩy nó như thế nào. Khi chúng ta xác định được thông tin thì chúng ta cũng phải biết thêm một điều là cái thông tin đẩy và cái dự án đấy có khả thi trong việc họ thực hiện hay không? nhiều khi chúng ta mua một cái thông tin như thế ở một cái thông tin nội bộ hoặc khi nó đã lấy bảo thì không còn để cho phân minh ngon nữa cái gì đang còn mập mờ thì cái đó mới là điều để con cơ hội cho mình nhưng trong cái điều đấy thì rủi ro rất là lớn nên việc xác định thông tin nội bộ hoặc qua những cái thông tin mình có thì phải xác định thật kỳ đặc biệt là chúng ta nên xác định qua cả chính quyền nếu chính quyền chưa biết thì chúng ta nên cân nhắc trước khi chúng ta đầu tư cái việc thứ hai là chúng ta mua khi chúng ta xác định được cái thông tin cái dự án đã chắc chắn họ làm thì chúng ta phải biết được là cái ranh giới của dự án và cái khu vực đất mình muốn mua cạnh dự án nó như thế nào bởi vì cái ranh giới chúng ta mua quá xa và cái đường nó không thể quá đẩy thì cái tiềm năng nó phát triển nó cũng không cao cái thứ hai nếu chúng ta mua quá gần thì cái dự án có khả năng họ mở rộng họ lấy thêm thì mình sẽ như thế nào nên cái việc xem quy hoạch hoặc cái giới hạn của dự án nó ở mức độ nào khi chúng ta xác định được quy hoạch pháp lý đã kể cả anh chị có mua đất có sổ nhưng mà cảnh dự án sạt quá người ta có thể thu hồi thì cái việc đấy mình cũng sẽ rất là rủi ro nên chúng ta phải xác định được cái ranh giới của dự án chắc chắn nó như thế nào khi chúng ta xác định được thì chúng ta phải biết được cái lô đất của mình mua ở trên cái dự án đấy nó nằm ở cái khu nào trục đường nào của dự án bởi vì khi chúng ta mua được cái trục đường chính mà khi đường họ chưa thực hiện khi người ta thực hiện dự án mà cái đất của mình nằm trên trục đường chính thì cái đó mới là cái tiềm năng thật sự nhưng nếu chúng ta mua một cái đường mà nó không phải là cái cổng để vào dự án hoặc không có một cái tiềm năng với cành cái dự án đấy thì chúng ta mua nó vừa rủi ro nếu dự án không làm nhưng nếu có làm chúng ta cũng không được tăng trưởng bao nhiêu nên cái việc xác định đầu tiên là chủ đầu tư hai là quy hoạch ba là cái con đường mình mua dự án nó chạy qua như thế nào cái thứ tư bắt đầu chúng ta xác định Khi chúng ta xác định được cái đấy rồi Thì chúng ta lại xác định được Là cái thông tin lại một lần nữa Khi xác định chắc chắn cái thông tin như thế là làm Thì khi đấy chúng ta mua Thì chúng ta xác định là cái diện tích Mình mua sẽ như thế nào Nếu như mình không đủ tiền Thì mình phải gọi một số anh em để chúng ta mua đúng không nhỉ Đây là những cái chúng ta cần lưu ý Và những cái kinh nghiệm Chúng ta phải gọi một số anh em mua càng lớn càng rẻ Hai là chúng ta phải mua Khi cái thông tin nó chưa thực sự rõ ràng những cái giá nó mới thấp nhưng nếu thông tin quá rõ ràng và để chắc chắn thì cái giá nó quá cao rồi thì liệu chúng ta mua cái giai đoạn này gọi là giai đoạn 2 thì có còn lời hay không nữa thì chúng ta còn phải cân nhắc về cái việc đó khi chúng ta xác định được thông tin chắc chắn quy hoạch chắc chắn phải xác định được diện tích rồi thì chúng ta phải xác định thêm là mình muốn mua vào đấy để làm gì chúng ta mua vào để chúng ta chờ khi dự án xong chúng ta bán hay là khi dự án thực hiện chúng ta bán hay khi tung tin ra là chúng ta bán thì chúng ta phải xác định kỳ bởi vì có nhiều, nhiều dự án họ nói trên giấy tờ nhưng 5 năm 10 năm họ chưa thực hiện thì liệu chúng ta mua chờ đời có chờ được 5 năm đến 10 năm hay không thì cái việc đấy chúng ta phải từ xác định cho mình những cái điều cần phải lưu ý ở cái việc đấy cái việc tiếp theo đấy là chúng ta xác định cái dự án đấy nó có năm là trung tâm nó như thế nào quy hoạch tổng thể của cái dự án đấy ra sao khi xác định trung tâm là đến trung tâm là bao nhiêu km tổng thể của nó có đủ tiềm năng để kết nối giữa sân bay hạ tầng chờ trường học hoặc trong cái dự án nó đầy đủ tất cả những cái tiền ích đấy hay không thì khi đấy chúng ta mua vì khi mua cái dự án này lên thì cái miếng đất của mình ngoài dự án đấy nó được lời cái gì ví dụ như lời là ăn theo cái dự án hay là chúng ta lời ăn theo cái đường hay chúng ta lời ăn theo cái bệnh viện trường học chứ không phải bất cứ một cái bất động sản nào mua canh dự án đều có lại anh chị có nhiều bất động sản mua canh dự án nhưng nó lại không có lại bao nhiêu một cái cải tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái chuyện việc mua đất canh dự án đấy là cái dự án đấy nó có khả năng kéo được cái dân cứ về hay không hai nữa nếu kẹo về thì cái bất động sản của mình cạnh dự án được lời cái gì và mình thành khoản ra sao mình bán ra cho ai ai sẽ là người sử dụng cái bất động sản đấy hay là mình sẽ xây cái gì làm cái gì kinh doanh cái gì tạo được cái giá trị gì trên cái miếng đất của mình khi dự án thực hiện xong hay là khi dự án khởi công thì cái bất động sản của mình cảnh dự án được lời cái gì điều đó là anh chỉ cần phải xác định kỳ từ khi chúng ta quyết định mua đất cảnh dự án một cái cái tiếp theo mà chúng ta cần phải xác định khi chúng ta mua là cái quản lý của mình với cái miếng đất đấy nó như thế nào có nhiều cái lô đất nó cách xa các tỉnh khác chúng ta thấy nó tiềm năng tại sao nhiều người họ mua xong họ bảo ồ cái đất của tôi nó lời gấp hai lần hai x cái đất của anh chị lại không lời là bởi vì khi chúng ta mua chúng ta, mua, ta đã mua ở một cái giá nó quá cao và khi bạn thì mình phải phụ thuộc vào chính cái người môi giới tại khu vực đấy thì chúng ta bạn chúng ta phải phụ thuộc vào họ thì chúng ta đã không bạn được chúng ta đã bị phụ thuộc vào cái người họ mua đất cho mình hoặc là phụ thuộc vào chính cái mối dậy tại khu vực đấy mình không làm chủ được cái thị trường đấy mình không marketing để mình bán được cái hàng của mình thì mình sẽ mắc kẹt vào cái điểm đấy mình mua đà lời tăng đắt hơn 20 hoặc 10 phần trăm so với những người bán địa nhưng khi mình bán mình lại bán rẻ hơn 10 phần trăm so với chính mối dậy đấy thì cái việc đấy nó đã giảm đi tất cả những cái lời suất của mình nên mình phải biết được khi mình mua ở đấy thì cái yếu điểm của mình là gì có ai bán hàng cho mình hay không Chứ không phải là mình nghe cái tin đấy và mình cũng để để mình mua Họ có thể họ bán được, họ thỏa thang kịp Nhưng nếu mình không bán được thì sao? Đó là một cái câu hỏi cần phải xác định Một cái cái tiếp theo mà những lưu ý tiếp theo đó là Chúng ta phải đặt một cái câu hỏi Nếu dự án không thực hiện Thì cái việc rủi ro của mình là thế nào? Bởi vì trong đầu tư những cái thông tin này Thì không ai chắc chắn xác định được 100% là cái dự án họ thể làm việc Hoặc họ thể, họ thể thực hiện và thực hiện thì thời điểm nào thì chúng ta phải xác định một hai con đường một nếu thực hiện cái dự án thì chúng ta lời bao nhiêu và chúng ta được cái con đường nào chạy qua cái dự án đấy qua cái lô đất của mình nhưng nếu không thực hiện thì cái việc chúng ta rủi ro là gì và khi nãy bạn ai mua ví dụ như cái vụ sân bay hận quản quản đấy bây giờ bạn chắc chắn một điều là rất khó bán mà bạn chắc chắn ai mua mà cái giá mình mua vào nếu như những cái tin đồn đấy thì bây giờ nó đã thua lỗ ít nhất là 7 đến 80 phần trăm vốn đấy vì vậy đó là một trong những việc cần lưu ý khi chúng ta mua một cái lưu ý tiếp theo mà mua đất cạnh dự án mà chúng tôi thường thấy để là chúng ta phải mua những cái lô đất thật sự pháp lý rõ ràng bởi vì những cái đất mà cạnh dự án đấy thường cái quy hoạch nó thay đổi anh chị nó thay đổi liên tục vì vậy việc chúng ta check quy hoạch một lần chúng ta phải check lại lần nữa và cái khả năng cái dân cư khu vực đấy thì họ có thay đổi được cái con đường của mình hiện tại hay không thay đổi được thì quy hoạch hiện tại không là mình phải đặt câu hỏi giả thiệt rằng nếu thay đổi thì cái lô đất của mình nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong cái việc chúng ta đầu tư ở đấy mà nếu không thay đổi thì chúng ta sẽ được lời gì khi cái dự án thực hiện thật sự ở những cái điểm lô đất mình thực hiện đó là một trong những cái chúng ta cần phải cân nhắc một cái đặc biệt nữa là khi khi chúng ta đặt một cái câu hỏi là nếu các cái dự án đấy mà dân cứ kéo về thật họ vệ sinh sống thần thì cái đồ tăng giá của mình là bao nhiêu trong thời điểm nào để chúng ta biết chúng ta xác định rằng chúng ta cân bản ra ở thời điểm nào để chúng ta đầu tư vào đấy là phải rõ ràng về mục tiêu tài chính tất cả những cái việc đầu tư phải rõ ràng được cái con số là mình muốn lời nhuận bao nhiêu trên một cái thương vụ đầu tư hay mình muốn để xây dựng tạo cái giá trị gì trên cái bất động sản đấy nó rất là quan trọng trong cái việc mình đầu tư đó là một trong những cái lưu ý khi chúng ta cần đầu tư những cái đất cảnh dự án và định sẽ chia sẻ với anh chị như vậy anh chị thấy hay thì anh chị hãy đăng ký kênh và comment để lần sau nhận được những cái giá trị sớm nhất